Kính chào quý khán giả đến với chuyên mục chuyển đổi số ngày hôm nay với chủ đề chuyển đổi số nhanh chóng giải quyết thủ tục xuất nhập khẩu. Trước khi đến với nội dung chính chương trình, mời quý khán giả đến với phần tin liên quan đến nội dung số có trong chương trình hôm nay. Nhiều hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số. Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến chuyển đổi số chuyên đề ngân hàng. Tăng cường công tác chuyển đổi số năm học 2022-2023. Thưa quý vị, mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 10 tháng 10 năm 2022. Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2022 có chủ đề chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân. Trong tháng 10 năm 2022, các cơ quan đơn vị tập trung các thực hiện nội dung như tổ chức hội thi tin học trẻ cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, tổ chức phát động lễ ra quân phổ biến hỗ trợ người dân sử dụng sản phẩm, dịch vụ số và nền tảng số, tổ chức hướng dẫn, tập huấn tổ công nghệ số cộng đồng, tổ chức hội thi tìm hiểu về chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh bằng hình thức trực tuyến, tổ chức trao tặng máy tính bảng cho tổ công nghệ cộng đồng ở 20 xã biên giới. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động tuyên truyền trong ngành, lĩnh vực về ngày chuyển đổi số quốc gia, khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp trong lĩnh vực phụ trách sử dụng các nền tảng chuyển đổi số. Tổ chức đồng loạt lan truyền thông điệp ngày chuyển đổi số quốc gia trên cổng thông tin điện tử, mạng xã hội do đơn vị thiết lập, đồng thời treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng ngày chuyển đổi số quốc gia trong thời gian từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 10 năm 2022 phù hợp với mục đích, ý nghĩa, tinh thần cũng như chủ đề của ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2022. Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tây Ninh vừa phát động cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến chuyển đổi số chuyên đề ngân hàng trên Internet. Đối tượng tham gia cuộc thi là cán bộ công chức viên chức người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, trừ cán bộ công chức người lao động đang công tác trong ngành ngân hàng. Cuộc thi diễn ra từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 10 tháng 12 năm 2022, mỗi kỳ một tháng. Nội dung câu hỏi tập trung tìm hiểu về dịch vụ thanh toán, dịch vụ thẻ, Internet Banking, Mobile Money, về tiết kiệm, về tín dụng. Cá nhân tham gia cuộc thi truy cập website tại địa chỉ cds.kienthucngânhàng.tayninh.gov.vn, trong đó CDS là viết tắt của chuyển đổi số, hoặc nhấp đúp chuột vào banner cuộc thi trên các website, cổng thông tin điện tử, các trang mạng xã hội sau: ứng dụng Tây Ninh Smart, báo Tây Ninh, đài phát thanh và truyền hình Tây Ninh, website của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tây Ninh tại địa chỉ ngânhangnhanuoc.tayninh.gov.vn. Sau mỗi kỳ thi, ban tổ chức sẽ chọn ra người dự thi có số câu trả lời đúng nhiều nhất và dự đoán lượt người tham gia dự thi gần đúng nhất để trao giải thưởng. Thưa quý vị, năm học 2022-2023, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đẩy mạnh việc tăng cường chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo. Theo đó, các trường tăng cường các điều kiện đảm bảo về hạ tầng kỹ thuật và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học trực tuyến và trong công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến và bộ phận một cửa liên thông. Tiếp tục xây dựng hạ tầng số quốc gia về học tập, kho học liệu số chia sẻ dùng chung toàn ngành, gồm bài giảng điện tử, học liệu số đa phương tiện, sách giáo khoa điện tử, phần mềm mô phỏng và các học liệu khác. Phát triển hệ thống ngân hàng câu hỏi trực tuyến cho các môn học, triển khai hệ thống quản trị cơ sở giáo dục, hoàn thiện cơ sở dữ liệu toàn ngành, kết nối liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia, ứng dụng hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo. Triển khai kế hoạch số 2349 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh về thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Sở xây dựng kế hoạch số 2378 về triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Thưa quý vị, thời gian qua, việc thúc đẩy chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân doanh nghiệp của Chi cục Hải quan cửa khẩu Sa Mát, huyện Tân Biên đang được triển khai một cách có hiệu quả, từng bước số hóa một cách toàn diện vào tất cả các mặt công tác nghiệp vụ của ngành. Việc áp dụng chuyển đổi số mạnh mẽ đã giúp cho Chi cục Hải quan cửa khẩu Sa Mát, huyện Tân Biên thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành nội bộ và mang lại hiệu quả cao. Cùng tìm hiểu về việc thực hiện chuyển đổi số của Chi cục Hải quan cửa khẩu Sa Mát, mời quý vị và các bạn đến với phóng sự sau đây.
Chi cục Hải quan cửa khẩu Sa Mát là một trong những cửa khẩu trọng điểm của tỉnh nhà trong việc xuất nhập khẩu hàng hóa hàng năm khá lớn. Trước đây, công tác thủ tục thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tốn nhiều thời gian và nguồn nhân lực. Sau hơn 10 năm áp dụng chuyển đổi số, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sa Mát đã thực hiện tốt các thủ tục thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu nhanh chóng, tạo thuận lợi cho các hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Việc triển khai toàn diện thủ tục hải quan điện tử thông qua phần mềm VNAC VSIT đã tạo ra bước cải cách đột phá cho hoạt động xuất nhập khẩu, thời gian làm thủ tục hải quan được rút ngắn. Việc tiếp nhận thông tin tờ khai hải quan và phản hồi kết quả phân luồng tờ khai được xử lý chỉ trong 3 giây, qua đó giúp giảm thiểu chứng từ, giấy tờ và đơn giản hóa hồ sơ hải quan. Cùng với đẩy mạnh thông quan tự động, Chi cục Hải quan Sa Mát còn phối hợp với các ngân hàng thực hiện nộp thuế điện tử thông qua cổng thanh toán điện tử hải quan. Đến nay, các loại thuế, phí, lệ phí hàng hóa xuất nhập khẩu được thực hiện bằng phương thức thanh toán qua mạng. Việc triển khai hệ thống nộp thuế điện tử và thông quan không chỉ phục vụ cho cơ quan hải quan mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, giúp cho các cơ quan thực hiện công tác quản lý nhà nước có hiệu quả. Hải quan là một trong những cái lực lượng đi đầu về thực hiện chính phủ điện tử, là nó thể hiện cái đồng bộ từ trung ương tới địa phương, ở trên Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan cho tới Cục Hải quan Tây Ninh cũng như Chi cục Hải quan cửa khẩu Sa Mát. Thì chính cái cải cách công nghệ số này nó mới giúp cho lực lượng hải quan chúng tôi đáp ứng được cái nhu cầu xuất nhập khẩu cũng như xuất nhập cảnh, cũng như cái tốc độ tăng trưởng phát triển nền kinh tế của đất nước và theo kịp với lại các nước trong khu vực. Là chính cái việc chuyển đổi số kịp thời và nhanh chóng của lực lượng hải quan chúng tôi là một trong những yếu tố quyết định về cái vấn đề kêu gọi đầu tư vào địa bàn tỉnh Tây Ninh cũng như về các nhà đầu tư vào lãnh thổ Việt Nam. Như cái phần mềm thông quan điện tử VNAC của chúng tôi với một cái tờ khai thông thường, doanh nghiệp khai tới hải quan chỉ mất thời gian trong vòng 3 giây là chúng tôi sẽ có kết quả liền, hàng hóa sẽ phân vào luồng xanh và doanh nghiệp sẽ đi ra thẳng cảng để mà nhận hàng mà không cần phải mang hàng hóa hay bất cứ một cái hồ sơ giấy nào tới hải quan. Cái chuyển đổi nhanh chóng của ngành hải quan này nó cũng làm cho cái công việc đầu việc của ngành hải quan nó cũng được giảm tải đối với công chức hải quan. Khi mà kim ngạch tăng, nền kinh tế chúng ta tăng, nhưng cái biên chế của công chức hải quan là không được tăng. Việc triển khai chuyển đổi số từ rất sớm trong quản lý nhà nước lĩnh vực hải quan, thời gian qua Chi cục Hải quan cửa khẩu Sa Mát đã kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp thông quan hàng hóa và thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước đúng theo quy định. Cùng với đó, cán bộ hải quan cũng trực tiếp hướng dẫn doanh nghiệp kê khai thủ tục hải quan, nhanh chóng xử lý vướng mắc, kế hoạch kinh doanh từ phía doanh nghiệp để có phương án phân bổ thu ngân sách nhà nước hợp lý. Đặc biệt, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sa Mát luôn chú trọng thực hiện chuyển đổi số để minh bạch hóa công tác hải quan, thông quan nhanh hàng hóa và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan. Trong đó, sẽ tập trung triển khai các giải pháp xây dựng mô hình hải quan thông minh theo sự chỉ đạo của Cục Hải quan Tây Ninh. Chuyển đổi số thì cũng có phần là nâng cao cái tính minh bạch trong cái thực hiện cái quy trình thủ tục hải quan. Thứ hai là về giảm cái chi phí và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong cái hoạt động xuất nhập khẩu. Thứ ba là nâng cao cái tính minh bạch về cái tiếp xúc giữa hải quan và doanh nghiệp để tạo thuận lợi hơn trong quá trình làm thủ tục. Trong quá trình kiểm tra giám sát thì nó cũng đưa ra được tiêu chí, đánh giá được cái rủi ro của hàng hóa thì giảm được cái chi phí và cái nhân lực trong thực hiện về kiểm tra giám sát, có phần để kiểm soát được cái tình trạng buôn lậu và gian lận thương mại. Bên cạnh những thuận lợi mà chuyển đổi số mang lại trong việc quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa, thì vẫn còn không ít những khó khăn như tính đồng bộ chưa cao, đường truyền Internet chưa ổn định, nguồn nhân lực chưa đáp ứng. Tuy nhiên, xác định chuyển đổi số là việc làm thường xuyên và liên tục, ngành hải quan Tây Ninh tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số đáp ứng xu thế hiện nay. Giống như cái dịch vụ công trực tuyến mà chúng ta đạt gọi là ở mức 5, thì chúng tôi hiện nay cũng vậy. Nghĩa là chúng tôi nhận kết quả là điện tử và cũng phải trả kết quả bằng điện tử. Và có một cái nữa là chúng tôi phải đảm bảo như thế nào mà hạn chế thấp nhất cái việc hiện nay là có thể có những lúc đường truyền hoặc là cái dữ liệu nó trục trặc, thì chúng tôi giảm thiểu tối đa cái đó. Thường xuyên chúng tôi nâng cấp đường truyền, cái phần mềm mà tương thích để mà đối ứng vô để mà phục vụ cho cái thông quan hàng hóa của hải quan. Công chức hải quan chúng tôi cũng phải thường xuyên là phải là đào tạo lại để cập nhật. Không phải vấn đề chúng ta sử dụng cái phần mềm phổ thông là thông quan không, mà chúng ta phải biết khai thác các cái phần mềm nghiệp vụ để phục vụ cho công tác thông quan cũng như phục vụ cho cái biện pháp nghiệp vụ trong ngành. Áp dụng chuyển đổi số đã giúp Chi cục Hải quan cửa khẩu Sa Mát nói riêng và toàn ngành hải quan nói chung thực hiện yêu cầu quản lý nhà nước một cách nhất quán,
Toàn bộ mọi giao dịch được xử lý theo cách thức thống nhất, đảm bảo áp dụng nhất quán các quy định luật pháp trong nước và đối xử ngang bằng với tất cả các đối tác thương mại. Đẩy mạnh chuyển đổi số và tự động hóa quy trình thu thuế, góp phần đảm bảo các khoản thuế được thu và tính toán kịp thời. Các khoản nợ quá hạn hoặc nợ xấu có thể được xác định và xử lý nhanh chóng. Đặc biệt, việc đẩy mạnh chuyển đổi số của ngành hải quan còn mang lại lợi ích đối với đất nước nói chung, hoạt động thương mại quốc tế, doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Kính thưa quý vị khán giả, chương trình chuyển đổi số tuần này xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý khán giả vào số sau của chương trình. Thân ái chào tạm biệt.